Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của động cơ hay động lực. Động cơ có nghĩa là gì? Điều gì đó khiến một người hành động theo một cách nhất định, làm một việc nhất định vân vân. Khích lệ mục tiêu hoặc đối tượng của hành động của một người. Động cơ của cô ấy là trả thù trong nghệ thuật, văn hóa hoặc âm nhạc. Động cơ trong lịch sử là gì? Một động cơ là một lý do một người đã cho suy nghĩ hay hành động theo một cách nhất định. Những niềm tin nhất định đã thúc đẩy mọi người thay đổi thế giới theo hướng tốt hơn hoặc xấu đi. Việc nghiên cứu lịch sử sẽ yêu cầu bạn có khả năng trình bày rõ lý do mà mọi người, các nhóm hoặc nền văn hóa đã hành động theo cách họ đã làm. Tại sao động cơ lại quan trọng? Động cơ rất quan trọng bởi vì không hiểu lý do tại sao mọi người phạm tội nhất định theo cách họ làm. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ đầu mỗi cuộc điều tra. Điều mà chúng ta chỉ đơn giản là không có thời gian hoặc nguồn lực để làm. Động cơ của bạn trong cuộc sống là gì? Động lực của tôi trong cuộc sống này là trở thành người mà người nhớ đến. Dù bạn đi đâu, tính cách, thái độ đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu bạn đủ giàu và nếu bạn không có thái độ tốt, mọi người sẽ chỉ thích bạn trước mặt bạn chứ không phải sau lưng bạn. Vì vậy đây là động cơ của tôi trong cuộc sống. Động cơ có nghĩa là gì trong luật? Các động cơ là sự hỗ trợ nguyên nhân tâm lý của sự thật con người. Trong phần đặc biệt của bộ luật hình sự, các quá trình tinh thần của động cơ có thể được tìm thấy cả đối với các biến thể định hình hoặc đặc biệt và các hình thức tăng nặng hoặc dù điều kiện cho một số tội phạm nhất định. Làm thế nào để bạn có thể nói ai đó là động cơ? Làm thế nào bạn có thể biến động cơ thực sự của ai đó? Thứ nhất, hỏi họ. Rất ít người dành thời gian để đặt câu hỏi trực tiếp cho những người họ gặp. Thứ hai, thực hiện phán đoán của bạn. Mọi trải nghiệm mới luôn có thể được so sánh với những trải nghiệm trong quá khứ tương tự. Thứ ba, sử dụng sự phán xét của người khác. Thứ bốn, bình luận bên dưới thêm của bạn. Thứ năm, câu trả lời cho làm thế nào bạn có thể biến động cơ thực sự của ai đó. Động lực tốt nhất trong cuộc sống là gì? Từ mạnh mẽ sẽ mang lại động lực sống cho bạn. Thứ nhất, bàn thắng. Không có gì ngạc nhiên khi mục tiêu thúc đẩy chúng ta và truyền cảm hứng cho chúng ta. Thứ hai, mới. Chọn học điều gì đó mới mỗi ngày sẽ cho bạn lý do để trưởng thành và thay đổi. Thứ ba, thử thách. Các thử thách thường được gọi là một số loại cuộc thi như bốn phần cuối cùng. Thứ bốn, sự thật. Thứ năm, sự quyết tâm. Thứ sáu, tiếng cười. Thứ bảy, kiên trì. Thứ tám, sự tự do. Nguyên nhân nào diễn biến thiếu động lực? Thiếu động lực là một triệu chứng của bệnh trầm cảm, nhưng nó có thể do nguyên nhân khác. Ví dụ bạn có thể thiếu động lực nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc đối phó với một vấn đề trong cuộc sống của bạn, hoặc trải qua một cái gì đó có ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn. Thiếu động lực có phải là bệnh tâm thần không? Mặc dù thiếu động lực không phải là dấu hiệu cố hữu của rối loạn tâm thần, nhưng nó thường là triệu chứng của trầm cảm lâm sàng. Bực tức có thể là triệu chứng chính của một số rối loạn tâm trạng, chẳng hạn như trầm cảm lưỡng cực, hoặc đặc điểm thứ cấp của rối loạn lo lâu, chẳng hạn như hồi chứng căng thẳng sau chấn thương. Sự khác biệt giữa động cơ và động lực là gì? Cách nói khác, động lực là quá trình tâm lý của đề cập đến hành vi chung. Động cơ một khác là nguyên nhân cụ thể của hành vi nói. Như vậy động lực là chính quá trình và động cơ là lý do cụ thể để hành động. Động cơ chính trong tâm lý học là gì? Trong động lực, động cơ thường được phân loại theo tiểu học hoặc cơ bản động cơ, mà là rốt nát và chung cho cả động vật và con người. Và động cơ thứ cấp hoặc động cơ học được
có thể khác nhau giữa động vật và người với người. Làm thế nào để tôi luôn vui vẻ và có động lực? Đây là cách thực hiện. Thứ nhất, loại bỏ chính bạn khỏi chương trình. Nơi tốt nhất để bắt đầu khi bạn muốn đạt được thành công là ngừng chăm chú nhìn vào gương. Thứ hai, đừng bao giờ xúc phạm. Có một nghệ thuật để trở nên không thể chấp nhận được. Thứ ba, cho nhiều hơn những gì bạn nhận. Thứ bốn, nắm lấy thay đổi. Thứ năm, thừa nhận lỗi. Thứ sáu, có một thái độ cảm ơn. Thứ bảy, tìm kiếm phản hồi. Thứ tám, xem sự hài hước của cuộc sống. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.